Đời người vánh vỏi, đời người khá thể phù duông, sớm còn tối mất lắm buồn gian nguy. Phần tiếp theo. Đừng trì hoãn từ bỏ tội lỗi, chớ để mặc nó đến khi con gặp họa. Thiên hạ sao lại hằng âu lo phú quý giàu sang, sung sướng xác thịt ngõa nguê. Dường như mạng sống con người đời này là đời đời vinh hiển. Thật có phải là kiếp khôn hay là kiếp dại? Vì chữ rằng sinh ký là sống gửi, dường như ta qua đàn. Vậy ta cũng phải ăn ở đời này như kẻ qua đàn. Song hỡi ôi, người ta lại ôm ấp nâng niu kiếp phù sinh ta đời này, dường như việc đời đời vĩnh viễn mà quên câu chữ tử quy, là chết rồi sẽ về một quê phúc khác. Vậy chữ rằng sanh thổ phản thổ, sinh bởi đất cũng trở về đất. Ta xét trong con người có mấy phần? Thật có hai phần, một là phần hồn, hai là phần xác. Vậy cái chia bởi đất ấy là cái xác. Vậy xác ta hay hư hay nát? Nên bên đạo Nho cũng có câu chữ rằng cốt nhục quý vu thổ, là xương thịt ta trở về đất. Còn hồn ta làm sao? Phần hồn ta là cao trọng vì vạn vật chi tối linh, là thiêng liêng tốt lành. Vậy người khôn ngoan nghĩ làm sao? Ắt rằng khi chết đoạn xác về đất, còn hồn phải về trời mà chịu đón xét. Hồn quy vô thiên, nếu lành đặng về thiên quốc, mà dữ ắt phải xuống luyện hình. Ta cứ lấy hai chữ tử quy, nghĩa là chết rồi về. Mà giả như đời này ta mãi lo chống chèo làm dữ, thì lẽ nào mà đặng về sung sướng? Lẽ gì mà phép công bình đấng tạo hóa thưởng cho cái hồn người tội nhân mà đặng tiêu diêu an nhàn? Ớ anh ơi, ta suy đời kim thời, thấy cuộc đời càng ngày càng ra đồi tệ. Trai kia gái nọ chưa chi đã bơn tớn bạc cờ sắc dục, lắm cuộc gian tà bất chánh bất công, những sòng hoang đàn xấu hổ tràn trề nghi ngán. Vậy bữa nào về sung sướng tiêu diêu trường thọ làm sao cho phải? Ôi thôi, sao ấy người khôn không lo tu nhân tích đức cho mai sau, đặng về khoái lạc thanh nhàn. Vậy xin anh, nếu như anh khôn ngoan mà muốn cho hồn anh đặng về quê phúc thật, thì anh hãy giật mình cải quá tự tân, hầu một mai đặng phần tiêu sái. Xin anh chớ còn đói hoài của cải phù vân, vì một mai thế gia tiêu tan mà hồn ta sống mãi. Nếu tội ta chưa kịp luyện giải cho xong, ắt phải mắc vòng lao lý luyện hình đấng tạo hóa dành để cho ta trung kỳ lâm tử. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho chị em chúng con nghe lại những lời nhắc nhở chân tình của cha Giuse. Xin giúp chúng con biết cải biến cuộc đời mình, không vương thế sự, nhưng luôn sống trong Chúa, với Chúa và vì Chúa. Amen. Cùng mẹ con ra đi lăn bóng tin mừng, cùng mẹ con ra đi trên môi không ngớt ca tụng, cùng mẹ con ra đi cùng mẹ tòa làm con Chúa, và cùng mẹ là gương chứng ta luôn hy sinh dấn thân phục vụ cho lương dân vẫn đang khổ nghèo. Lời nguyện cầu ngày đêm tha thiết, lòng nhiệt thành từng giây khao khát,